cần dao. Cứ alo cho mau. 0947640046. Ui trời ơi, anh em ơi. Không chết lắm rồi mọi người ạ. Nhìn như con nồi đang cố luôn. Ui phải không? Phải không? Ui, chất lượng của kiểu như là vùng rồi cao nhỉ? Vùng cao nó gọi là không khí nó xuống tận đây rồi mọi người ạ. Đây. Ui. Phê chưa? Phê chưa? Ui cái cuồng tim kìa. Ui trời. Gì đây em phải tạp qua rồi vào quả tim. Đây, thằng cố không bao giờ thiếu được những cái như thế này này. Lông đây dài. Gọi là 3 mét lòng. dạ dày này. Gan này mà thôi. Bây giờ anh em mình sẽ sắp xếp để chén. Đây, lòng non. Ui ui. Trắng non nhỉ. Ui ui. Ê, anh ơi. Cái đoạn đấy em lòng non này. mình xin phép dùng tay một tí nha. Ui nóng. Chết. Bây giờ anh em mình sẽ lên một chỗ đặc biệt để ăn nhá. Mình lấy rẻ ra đây. Đây. Wow, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với miền đất vùng cao Ba Vì. Và đây là nồi thắng cố Ba Vì của anh em mình. Thật ra là nồi thắng cố luộc. Thắng cố luộc. Đấy, hẹn mọi người hôm sau sẽ nấu món thắng cố sau. Nhưng mà mọi người thấy hấp dẫn không? Hôm nay anh em mình cho hết vào luộc tại vì anh em mình chưa biết nấu thắng cố. Lần sau anh em mình sẽ học nấu thắng cố để ui. Đây, mình nấu cho mọi người xem nhá. Nếu mà nấu thắng cố lợn ấy thì anh em mình sẽ nhiều đấy hơn. Quả tim này. Mảnh đất Ba Vì đầy nắng và gió và nhiều lòng lợn mọi người ạ. Trai Ba Vì thì đẹp trai dễ thương, còn gái Ba Vì thì chưa biết tại vì mình bây giờ lâu lắm rồi không tán gái nên quên mất rồi. Đấy. Thôi. Úi. Đây. Anh chẹp đi. Không, mình sẽ tìm cho cái miếng lòng thật là ngon. Ui, chỗ này cũng ngon này. Nói chung là ui miếng nào cũng ngon. Ui miếng nào cũng ngon. Ui ăn miếng nào? Ăn miếng này. Đây. Đây, người ta gọi là đầu lòng xe điếu. Đấy. Đâu, cũng ngon không? Cũng ngon không? Cái gì đây? Con hoa sống ngon không? Ui. Đấy, thấy chưa? Thấy. Dã man. Ý à, đây nó dày nhá. Lòng nó dày nhá. Dày kinh điển nhá. Đấy, bây giờ mau đi. Ăn vào nào, nhanh. Cắt. Đây. Cắt. Ui, kéo thôi không? Mẹ kéo. Mẹ kéo. Ôi. Ê, anh đưa em mẹ kéo kìa nào. A. B. Trời ơi. Mình cũng phải làm một miếng. Sao? Dài à? Ngon lắm. Ngon á? Tao tưởng dài nữa thì chết. Nào. Mình cũng sẽ làm một miếng. Ngon lắm mà mọi người. Béo. Ui. Dài đúng không? Dài. Đâu, tao thử xem nào dai không. Giòn. Này. Không biết gì. Đây. Mình sẽ cho mọi người khám phá từ đầu cái nồi thắng cố Ba Vì của anh em mình nha. Thắng cố luộc. Tiếp theo, nhân vật tiếp theo sẽ là nhân vật gì đây? Nhân vật tiếp theo sẽ là một miếng trễ. Này, khách không mời. Bữa vẩn, ra chỗ khác chơi. Đấy. Đây, nhân vật. Anh đưa em kéo kia. Từ, nhân vật tiếp theo của chúng ta rất là nặng. Thế nên là chúng ta phải dùng sự hỗ trợ. Từ này. Đây, nào mày chọn chỗ nào? Cứ tùy chọn em ạ. Đây. Chỗ này là vừa mồm nhất này. Đây, cắt. Ui. Cắt. Ui. Trên vùng cao chưa chắc được thưởng thức như anh em mình đâu. Anh em mình là chơi nóng chơi cả lò luôn. Đấy, mày lấy cái đũa. Đấy. Mày chấm ít bột canh. À, con rồi. Mẹ mày, dám cho khác chứ. Đấy, chấm vào đấy. Đấy, xác. Wow, mời tất cả mọi người nhá. Ăn là phải phá mồm mọi người ạ.
Bỏng quá. Bỏng lắm à? Nó giòn. Bây giờ mày làm miếng ha. Mời tất cả mọi người nha. Đây là miếng chế đấy. Ui. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Xuất sắc, xuất sắc. Nào, à đây. Cái phần ngon tiếp theo đó là phần, đây là mọi người biết là phần gì không? Người ta gọi đây là chế. Tiếng Mường mình gọi là chế, đúng không? Đấy. Còn tiếng Kinh thì người ta đây là tiếng Mường gọi là chế, nhưng mà tiếng Kinh thì gọi là bím, đúng rồi. Bím. Nổ bím. Thôi mình sẽ xẻo cái này ra nhá nào. Đấy. Ruồi nó dám đến đây để đưa anh, đưa anh. Mình sẽ phẫu thuật có chế này. À, mày hay ăn phao câu mà đấy. Không. Phao câu đấy. Không ăn cái này đâu. Wow. Bẩn lắm. Bẩn, vơ vả vơ bẩn đây. Trời ơi. Chế nó dọn. Ui. Ui. Mày cho tao tí muối vào đây. Rồi. Tao ra làm miếng chế nào. Cho em nào. Cho em. Ừ, ok. Cho em ăn miếng chế. À, lắp muối vào đây. Đây là đoạn gần chế thôi. À, mau đệ thích ăn phao câu. À, sẽ cho mau đệ thích cái món phao câu này. Ê, chế nó nhau lắm. Chế nó nhau lắm. Mau đệ không biết thưởng thức chế. Dài lắm. Dài, nhưng mà rất là ngon nhá. Nhưng mà hôm nay cái gì đấy? Dạ con. Phải không? Chuẩn luôn. Dạ con. Đây là phần dạ con nhá. Chuẩn luôn. Phải không? Ui giời. Đúng luôn, đây không phải dạ dày đâu nhá. Đây là đây. Dạ con. Từ từ. Đây, cho mày một miếng nhỏ không sợ dai. Cái này sợ dai đấy. Không dai đâu, giòn. Đấy thôi đấy. Đấy. Dài không? Dài à? Cho mình thử một cái nào. Dạ con thì thường nó dài ấy. Cái này dài. Đây dạ, đây mới là dạ dày của nó nhá. Dạ dày nó thì rất giòn. Nè. Thì đó mình sẽ thưởng thức đến dạ dày sau. Và nhân vật tiếp theo của bữa tiệc ngày hôm nay sẽ là ai đây? Cái đấy ăn rồi. Cái đấy ăn rồi. Nhân vật tiếp theo nhá. Đây, lòng dài anh ơi. Không, cái này đang nhìn thấy hấp dẫn phết này. Mày biết cái này cái gì không? Cái này là cái để cuốn thịt. Cái này lá mỡ, mỡ lá này. Mỡ lá. Làm thử miếng mỡ không? Có. Đấy, cho mình miếng mỡ thôi. Em phải làm miếng to, ăn làm miếng vuông này. Ui. Đấy. Đưa anh đưa cả cái kẹp này. Đấy. Mày đấy nhá, để anh gọi ship lấy 5 lít bia. Ấy. Quên không có bia. Với tất cả mọi người nha. Làm miếng mỡ lá của con lợn. Mỡ thì ăn nó sao? Ngấy không? Không ngấy. Không ngấy á? Không ăn. Mình sẽ thử miếng mỡ nha. Mà mỡ mà sẽ không ngấy. Không ngấy mà. Nghe có vẻ điêu điêu. À. Nhưng mà đây là mỡ lá nha mọi người nha. Đây. Miếng mỡ nó đây. Đấy. À. Wow. Ngon phải không? Mềm mềm. Nó không hề ngấy tí nào nhá. Nó béo nhưng mà không ngấy. Và tiếp theo sau cái miếng mỡ lá này đó là một cái đây là đấy cái kẹp của anh thôi. Đưa. Lá lách à? Nào. Đây là sau cái miếng mỡ lá này là đến cái lá lách. Đây. Đấy toàn bộ em nó đây nhá. Đấy. Đây. Nào, cắt. Ui wow. Trời ơi. Ôi. Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Xoà. Nhỏ thôi không mà lại phồng mồm. Còn ăn nhỏ thôi còn nhiều miếng ngon lắm đấy. Ăn no mất là okay. Tí nữa là mất miếng ngon đấy. Đấy. Ôi. Ê. Chấm. À. Ui dồi. Quá. Nào chấm. À.
Ngon à? Nóng. Những cái gì nóng bỏng là rất là ngon. Những cô gái nóng bỏng cũng thế. Và tiếp theo, nhân vật tiếp theo là gì? Báo Đệ thích ăn gì? Em thích ăn lòng chả. À, ok. À, cho 3 mét lòng chủ quán đây. Ok. 3 mét lòng đại gia đây. Đại gia ăn khẩu phần nào? Em ăn khẩu này. Đây, đây mời đại gia. Nào, đại gia có ăn theo kiểu em hoàng đế không? Mà đại gia có ăn theo kiểu hoàng đế ăn lòng không? Cái này lắm bỏng lắm. Nó đang nóng. Đấy, cắt. Đấy. Tưởng muốn ăn theo kiểu hoàng đế ăn lòng thì sẽ có phục vụ chân chính. Đấy, ui dồi ôi. Ui, nó béo chưa? Ui. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Phải 2 miếng. Ây da, tham thế. Đại gia cắt cho tiểu nhị xin. Ui dồi ôi. Nước. Nước này vào nước. Ngon mọi người. Nước. À, nước này mà lúc nãy mà cắn mà phọt một phát vào mồm nhá. Mày lại cắt lên trên rồi. À. Cái này nó nhiều ngấn quá. Đây, đưa tóc cầm lại đây. Đây anh cắt đi. Đây, à, cắt đi. Chân yếu tay mềm. Nó dài anh ạ. Dài cái gì? Rồi. Đây là miếng lòng già nhé mọi người nhá. Ngọn đuôi được không? Ôi, từ lúc quên đấy. Mày biết quên món gì không? À thôi, tí nữa cứ thưởng thức cái này đã. Mời tất cả mọi người nhá. Cái món này là món để thích nhất này. Lòng già không ạ? À. Wow. Chuẩn với lòng già luôn. Nó có tí thùm thùm. Ngon đấy. Thêm miếng nữa đi. Đấy, cái đầu đấy. Ngon lắm không ạ? À. Cái lòng này. Cái đây em yêu. Làm món gì ngon. Món này mà để thích ăn xào dưa lắm rồi ạ. Không ra xào dưa thì hết ý. Còn đây là cái đoạn phần là khấu đuôi phải không? Xem cái phần lòng già khác xem. Đúng rồi, đấy phần khấu đuôi mọi người ạ. Khấu đuôi ăn cũng rất là ngon nhá. Đấy, người ta gọi là nõn đuôi á. Cái này thì nó giòn. Cái phần da cái đấy, nó rất là giòn. À, phải cắt với lại thái mỏng lại thì rất là ngon. Nhưng mà được, mình cứ thử đã. Đó, kéo. Ui, dài. Ui, dài lắm. Nhìn dài lắm mọi người ạ. Ôi, đây. À, hơi dài, anh sẽ cắt cho mình nhỏ nhỏ tí. Đấy. Ôi. Sao? Dài không? Giòn đúng không? Nó này dài. Nói chung là vẫn ngon. Nhưng mà ngon. Ừ. Bây giờ tiếp theo nó sẽ là phần đây. Cái phần mọi người sẽ nhiều người trông đợi. Đây là dạ dày. Đố anh biết phần nào ngon nhất? Cuống dạ dày. Đúng rồi. Đây. Nào đưa đây, anh cắt cho mình miếng cuống dạ dày. Đưa cái đây. Cuống dạ dày. Đây. Úi giời, giòn nữa. Ui. Ui ôi. Thôi, lặn nó tăm rồi. Đây. Đây. Bánh xe. Và đầu lòng xe điếu gọi bằng cụ. Đấy. Mình sẽ ui. Mình sẽ cũng thử một miếng. Đây này mọi người ơi, nhìn cái đoạn là cuống của dạ dày này. Nhìn nút cái lòng xe điếu ấy mọi người ạ. Đấy. Giòn không? Giòn đúng không? Nói chung là cái miếng này ấy, thì chỉ có một vài miếng. À, tao vẫn còn một cái cuống nữa đấy. Nhưng mà bây giờ phải mò, mày xem mò ở đâu. Mày mò ở đâu đi.
Nó ở đâu đây, quanh đây thôi. Giòn giòn mà dai dai ăn sướng đấy. Tao vẫn còn một cái cuống nữa đấy. Cuống nữa? Ừ, cuống dài luôn đấy. Giòn, ngon thật sự luôn. Không, không phải. Cái cuống cơ. Đâu rồi cái cuống, đâu rồi? Phải lấy cái muôi. Phải lấy cái muôi to mới vớt được cái cuống đấy thì thôi. Hết giờ. Đây đây đây. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Phải 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 đây, chặt vào. Đầy đủ hết tất cả bộ phận lòng nội tạng của con lợn nha mọi người nha. Thiếu cái gì không nhỉ? Không thiếu. Đấy. Cuống này là của Van Tim à? Hình như thế. Còn một cái cuống nữa cơ, không biết cuống gì. Một cái cuống nữa dài hơn cái cuống này, nhưng mà cứ thử thử cái cuống này xem nào. Ôi, cuống ăn mặc lắm ớt đấy. Giòn lắm em ạ. Giòn sật sật trong mồm luôn mọi người. Nghe nó vui tài đó rồi ạ. Trễ thì ngon nhưng mà ăn rồi giờ đợi phải thưởng thức hết những cái món khác á. Hôm nay nhiều món quá. Trường. Đây, 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 đây. Đây là cái đoạn lòng. Lòng ngon nhá. Đây, cắt bỏ hẳn cái đoạn này. Mày ăn thử một miếng lòng rồi mày xem. Hết giờ luôn. Lòng gì đấy anh? Lòng này kiểu đoạn đầu lòng ấy. Cái lòng này nó trắng nhỉ? Wow. Nó trắng hơn cả bọn kia ấy. Cũng ngon nhưng mà hơi dai. Dai. Dai tiếp theo. Nhiều người trông đợi tiếp theo đó là hai đại ca này. Ui giời. Đừng có rơi nhá, rơi làm đấy lắm. Hai đại ca này là một là đại ca tim, hai đại ca phổi. Nhiều người cứ bảo là không nên ăn phổi nhưng mà mình cũng khá là thích ăn phổi đấy. Em không thích ăn phổi. Cũng khá là ngon. Đấy, không ăn phổi thì ăn tim. Đấy. Cắt cho mau đi mình tim. Đầu tim ấy. Ui. Còn đang nặng quá cái này. Nào tay. Ui. Đi. Tim tim. Ngọt lắm. Ngọt à? Ngọt. Ngọt chắc thế mình không cần chấm nữa. Ngọt. Nhưng mà đại cái trong cái bộ phận con lợn đó, tim thì mình không thích lắm tại vì nó nạc. Nó chỉ dành cho chị con hay ăn cháo ăn bột đấy. Phổi này cũng ngon nhá. Mình sẽ làm một miếng phổi. Đây, đây là phổi lợn bản đấy. Bản co ta. Bản co ta là bản gì? Bản co ta. Ăn co đông. Quên mất. Từ lúc ăn ngon quên em ạ. Đây. Mời em làm miếng mì tôm, rau nữa, rau mà nhúng vào đây, đấy, từ lúc ăn... Anh ơi, tới rau ăn đây. Đây, đây. Rau kia nữa. Rau kia đi. Ui, hơi xa. Đấy. Vụ hơi kém. Nào, chị nói em ơi, mì tôm không em? Từ đã. À, mình sẽ làm nửa gói mì tôm. Đây là phong cách ăn mì tôm mà... Tôi em ăn một góc mì tôm rồi. Đây, cho lên một góc. Đấy, đấy. Ui. Ăn nóng với ăn cay. Xui. Đấy, nó phải kiểu như xui buột. Ngọt lắm. Bây giờ má đây dạy mọi người ăn cách mì tôm gọi là ngon nhất của các loại ngon luôn. Nào, mì tôm ăn các loại ngon kiểu gì? Có cần trợ giúp không? Có. Đấy, cho rau sống vào, rau không được chín hẳn nha. Anh ơi, rồi. Cho em ít lòng. Lòng nào? Lòng non. Lòng non à? Đấy gì? Đây.
Tưởng mày cắn nhỏ thôi. Đấy. Nhỏ phải to hơn tí chứ anh. Em có ăn cháo đâu. Ai biết được mày bảo cắt nhỏ. Rồi, được không? À, thêm cái lòng giả. Lòng giả, ok em. Rồi, đây rồi. Ui dồi ôi, bỏng lắm em ơi. Cái gì cũng phải cẩn thận. Ui, ui. Ở đây chỉ cần lòng giả không ạ? Ui, cắt chiếc đấy. Rồi. Hai miếng mà. Thôi thế thôi. Thì cho em một cái lá lách. Lá lách à? Lá lách đâu rồi? Đây này. Rồi. Nhiều rau. Cảm ơn nhá, cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Không. À đây rồi, đây rồi. Hàng của anh về rồi. Hàng của anh về rồi. Chắc có hàng của em à? Đây, mỡ đây. Đấy. Hàng của anh về rồi. Ok. Ui giời, cảm ơn anh shipper. Thích ăn mấy cái món này rồi mọi người ạ. Wow. Bắt đầu chan nước vào. Mà đệ có thích ăn món này không? Không. Món này á? Chỉ có các cụ cao niên. Tí nữa thì các cụ gọi. Anh ơi. Mời tất cả mọi người nhá.